Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một trận đấu của hệ thống One Championship. Đó là sự xuất hiện của mãng xà miến điện Aung Lanasang. Aung Lanasang là một võ sĩ xuất phát điểm tập luyện khá lâu. Tuy nhiên là mãi đến năm 32 tuổi thì tới đám người Myanmar này mới thực sự bước lên đỉnh cao của thành công. Và đây là một trong những trận đấu mà Aung Lanasang có được khi mà anh đó là có được chiến thắng đầu tiên trước Hasegawa, một võ sĩ cũng rất mạnh của Nhật Bản. Chiều cao của Hasegawa thời điểm thi đấu là 181 cm và anh nặng 93 kg, và đây là nội dung sở trường của cả hai võ sĩ. Trong clip này thì sẽ là những đòn đánh highlight được cắt lại khá là công phu để cho mọi người tóm gọn thời gian. Ông có rất nhiều điều thú vị và có lẽ trong thời gian tới mình sẽ cố gắng truyền tải đến với mọi người về một trong những võ sĩ đã có thời gian tập luyện nhiều hơn thời gian thi đấu. Tính đến nay thì ông, nếu như nhớ không nhầm, thì võ sĩ này mới chỉ có 15 trận đấu, khoảng 15 đến 20 trận đấu thôi, không nhiều. Trận đấu gần nhất của ông đó là ngày 5 tháng 5 năm 2023, tức là đã hơn một năm rồi ông không thi đấu lại. Đây cũng là một mẫu vận động viên võ sĩ sống với gia đình, có con gái và cũng rất là yêu thương chăm sóc gia đình của mình. Và trong video này thì như mình nói lúc nãy sẽ là tóm gọn những cái tình huống highlight ở trận đấu. Cảm ơn mọi người đã có theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.
lượng có